Cô xin chào các em học sinh khối 11 đã đến với môn giáo dục công dân. Chúng ta đi vào chủ đề các quy luật kinh tế. Ở chủ đề này chúng ta sẽ tìm hiểu trong vòng 4 tiết. Ở tiết 1, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung quy luật giá trị. Với nội dung quy luật giá trị như vậy, nó sẽ tác động như thế nào đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa? Từ đó thì chúng ta sẽ vận dụng nội dung quy luật giá trị này và động của nó vào trong sản xuất và lưu thông hàng hóa như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, cô và các em cùng đi tìm hiểu vào nội dung còn lại của phần 1, quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Chúng ta đi vào 2, tác động của quy luật giá trị. Quy luật giá trị có 3 tác động sau đây. Thứ nhất, điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Thứ hai, kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động. Thứ ba là phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa. Cô và các em đi vào tác động thứ nhất, đó là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Các em ạ, quy luật giá trị điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa thông qua giá cả trên thị trường. Tức là với cái sự biến động giá cả tăng lên hoặc là giảm xuống, yêu cầu cái người sản xuất và lưu thông phải là điều tiết sao cho phù hợp. Và cụ thể thì chúng ta có thể là hiểu điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. Nó là cái sự phân phối lại các yếu tố sản xuất và sức lao động từ ngành này sang ngành khác. Cô lấy ví dụ, trong giai đoạn hiện nay này, cái giai đoạn là gì? Dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Hầu như các doanh nghiệp sản xuất thì đều bị ảnh hưởng này. Và việc sản xuất và lưu thông hàng hóa thì nó sẽ bị là gì? Ngưng trệ này. Chẳng hạn như bây giờ những cái doanh nghiệp may mặc đi, người ta sẽ phải là gì? Chủ động chuyển đổi này, phân phối lại các yếu tố sản xuất và sức lao động từ là gì? May mặc quần áo sẵn này sang là gì? Sản xuất khẩu trang vải chẳng hạn. Hay là khẩu trang y tế này các bạn. Hay là đồ bảo hộ y tế để mà có thể là gì bắt kịp được nhu cầu của thị trường, cũng như là cái việc là duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này các bạn, hay là tạo điều kiện việc làm cho cái người lao động trong cái bối cảnh hiện nay ấy để giúp người ta có thể là gì có thêm thu nhập này các bạn. Và đây chính là cái sự điều tiết trong sản xuất do sự biến động của giá cả đấy các em. Vậy thì trong lưu thông đấy, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác. Chẳng hạn là gì? Từ Biên Hòa mà đi Hồ Chí Minh, hay là gì? Đi Long An, đi Bình Thuận, đi Tây Ninh các bạn, vân vân. Rồi, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng là gì? Từ cái nơi mà không có lãi, hoặc là gì? Nơi mà lãi ít sang nơi là gì? Có lãi nhiều thông qua cái sự biến động của giá cả hàng hóa trên thị trường. Chẳng hạn như chúng ta thấy là những cái năm gần đây đây các bạn, bà con nông dân là gì? Lao đao khốn khổ bởi vì nông sản trồng ra nhưng mà không bán được, hoặc là bán được với cái giá là gì? Rất là thấp. Nhận thấy được cái tình hình đó thì những cái doanh nghiệp người ta đứng ra để thu mua, hay là những cái cá nhân đấy các bạn, người ta đứng ra người ta kêu gọi. Đó, thì từ đó là giúp bà con nông dân có thể là gì? Thu lại được một ít vốn để mà có sản xuất cho mùa vụ sau này các bạn. Đó chính là tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị đấy các em. Chúng ta có kết luận như sau. Trong sản xuất, phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản xuất khác. Còn trong lưu thông, phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo hướng là gì? Từ nơi có lãi ít hoặc không có lãi sang nơi là có lãi nhiều. Đấy, thì các em ghi nội dung này vào tập cho cô. Cô và các bạn đi vào tác động tiếp theo, đó là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động. Dưới sự tác động của quy luật giá trị, nó sẽ kích thích lực lượng sản xuất phát triển và làm năng suất lao động tăng lên,
Bởi vì muốn thu lại lợi nhuận thì những cái người sản xuất phải đảm bảo cái thời gian lao động cá biệt của từng người nhỏ hơn hoặc bằng thời gian lao động xã hội cần thiết. Chẳng hạn, cô lấy ví dụ ở trong sách giáo khoa cho các bạn luôn. Khi năng suất lao động là gì? Ở mức trung bình, mỗi ngày 8 giờ thì người ta làm được 8 chiếc áo. Tức là gì? 1 giờ người ta làm được một chiếc. Nhưng mà bây giờ nhờ cái việc là gì? Cải tiến kỹ thuật này, máy móc này các bạn. Đó, lực lượng sản xuất phát triển đã làm cho năng suất lao động của cái người đó tăng lên gấp đôi. Kết quả là gì? Cũng trong 8 giờ, nhưng mà người ta lại làm được 16 chiếc áo. Vậy thì cái lượng giá trị của một hàng hóa nó chỉ còn là gì? 1 phần 2 giờ thôi các bạn. Và chúng ta thấy là gì? Bây giờ nếu như sản xuất tăng về số lượng mà giá cả nó vẫn giữ nguyên đấy, thì người sản xuất sẽ có lời, thậm chí là gì? Lời nhiều hơn nữa các bạn này. Vì vậy thì muốn thu lại lợi nhuận đấy, người sản xuất phải đảm bảo làm sao cho thời gian lao động cá biệt thấp hơn thời gian lao động xã hội cần thiết càng tốt. Ngoài ra thì cần phải là gì? Đầu tư này, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất này. Rồi, còn phải làm gì nữa? Nâng cao tay nghề của người lao động nữa này, hay là hợp lý hóa sản xuất này các bạn. Rồi hay là thực hành tiết kiệm này, vân vân. Và phải làm cho cái giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa. Đấy, các bạn lưu ý cho cô, bây giờ các bạn chép nội dung này vào tập cho cô nha. Cô và các em đi vào một cái nội dung tiếp theo, đó là phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa. Các em ạ, trong nền sản xuất hàng hóa đấy, điều kiện sản xuất của từng người là gì? Không hoàn toàn giống nhau được. Có những người thì có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, có kiến thức cao, rồi trang bị kỹ thuật tốt, cho nên là có hao phí lao động cá biệt thấp hơn là hao phí lao động xã hội cần thiết và vận dụng tốt quy luật giá trị. Bên cạnh đó thì lại có những cái người là gì? Không có điều kiện thuận lợi, cho nên là làm ăn thì kém cỏi này, gặp rủi ro trong kinh doanh, nên là gì? Bị thua lỗ, dẫn tới là phá sản và trở nên nghèo khó. Và hiện tượng này đã dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo đấy. Như vậy thì sự tác động này của quy luật giá trị nó thông qua sự chọn lọc tự nhiên. Một mặt thì nó đã làm cho một số cái người sản xuất giỏi, kinh doanh giỏi, người ta trở nên là gì? Giàu có này, thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa phát triển. Nhưng mà một mặt khác thì những cái người kinh doanh mà kém sẽ là gì? Thua lỗ, phá sản và trở nên là gì? Nghèo khó đấy các bạn. Và đây cũng là một trong những cái mặt hạn chế của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa nha các em. Rồi bây giờ các bạn ghi cho cô nội dung chính ở trên slide chiếu này nha. Vậy thì cô và các bạn đã đi tìm hiểu xong nội dung và tác động của quy luật giá trị. Vậy thì nội dung và tác động của quy luật giá trị được nhà nước và công dân vận dụng như thế nào ở nước ta hiện nay? Vậy thì để trả lời câu hỏi này thì chúng ta sẽ đi vào phần 3, đó là vận dụng quy luật giá trị. Phần thứ nhất đó là về phía nhà nước. Nội dung này các bạn tự đọc sách giáo khoa rồi chúng ta tự tìm hiểu nha các bạn. Chúng ta đi vào phần B về phía công dân. Có thể vận dụng nội dung và tác động của quy luật giá trị qua các khía cạnh như: thứ nhất, phấn đấu giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh, thu nhiều lợi nhuận. Thứ hai là chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng, ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu. Thứ ba đó là đổi mới kỹ thuật, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến mẫu mã này, nâng cao chất lượng hàng hóa. Đấy, vậy thì từ những cái khía cạnh đó thì các bạn tự đưa ra những ví dụ về cái việc là gì? Vận dụng quy luật giá trị hay là nội dung của quy luật giá trị vào trong sản xuất cũng như là lưu thông hàng hóa.
Cái này thì các bạn tự đưa ra ví dụ nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn chép nội dung này vào tập cho cô. Cô và các bạn đã đi tìm hiểu xong nội dung của tiết học ngày hôm nay. Chúng ta đã tìm hiểu xong những tác động của quy luật giá trị như là điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ thông qua sự biến động của giá cả. Thứ hai là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên. Thứ ba, thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa những người sản xuất thành giàu và nghèo. Và một cái nội dung nữa đó là gì? Vận dụng quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. Để mà củng cố được nội dung của bài học ngày hôm nay thì cô và các bạn sẽ đi làm một số câu trắc nghiệm sau. Câu thứ nhất, một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị đó là đáp án D nha các bạn. Câu số 2, khẳng định nào dưới đây đúng khi nói về mặt hạn chế của quy luật giá trị? Đáp án A nha các bạn. Câu số 3, anh A đang sản xuất mũ vải nhưng giá thấp, bán chậm. Anh A đã chuyển sang sản xuất mũ bảo hiểm vì mặt hàng này giá cao, bán nhanh. Anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị? Đáp án A. Đó cũng chính là nội dung của tiết học ngày hôm nay. Các em về nhà trả lời câu hỏi số 3, 4, 6, 7, 8 và 9 sách giáo khoa trang 35. Các em đọc trước sách giáo khoa nội dung cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, tương ứng với lại là bài 4 trong sách giáo khoa nha các em. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã theo dõi. Cô chào các em, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.